Chú ơi, cháu không thể nào quên được cô ấy. Cháu toàn nhớ đến hình dáng dịu dàng của cô ấy. Con và cô ấy đã chia tay nhau lâu rồi. Chú giúp con với. Bạn này bạn ấy là bạn Huỳnh ở bên TikTok, Huỳnh Liêm. Và bạn ấy nhờ tôi có cái cách nào để để giúp cho bạn ấy quên một cô bạn gái. Nói như bạn ấy thì hình bóng của cô ấy in đậm trong trái tim của bạn ấy. Và hai người này đã chia tay nhau. Và tôi cần phải làm gì đó để giúp cho chàng trai này quên được cái cô gái đó. Thực ra thì chú Tần khó mà giúp bạn được. Nhưng mà chú Tần sẽ có một người có thể giúp bạn được. Đó là thầy A Cha, một thiền sư ở phía Bắc Thái Lan. À, trong một lần trên cái tăng đoàn của thầy a gian cha có một thiền sinh đến từ thụy điển trên một buổi chiều đi trên một cánh đồi thời tiết rất là đẹp nắng vàng vào mùa thu và những cái vạt rừng vàng lá làm cho anh thiền sinh này nói với thầy a Giàn cha rằng thầy ơi không gian đẹp quá thế thì thề thầy a dàn cha mới nói rằng đẹp thì con hãy tận hưởng nó đi thưa thầy lá cây đẹp quá thầy a dàn cha lại từ bi vậy thì con hãy tận hưởng ngắm nó đi thế chàng trai này mới nói thầy ơi con nhớ người yêu con quá thầy a dàn cha rất là từ bi với hỏi con nhớ cô ấy lắm à thế rồi chàng trai này với nói rằng con đã đi theo thầy mấy năm nhưng mà đêm nào cô ấy cũng nằm trong hình bóng của con và thật sự con rất là khó quên cô ấy con nhớ người yêu con lắm thầy có cách nào cho con bớt nhớ người yêu của con không thế thì thầy a dàn cha với nói ta cũng rất là hiểu tấm lòng của con ta cũng hiểu được rằng con yêu cô ấy rất nhiều và con có chắc rằng con sẽ yêu cô ấy mãi mãi như vậy không và con có chắc rằng tất cả mọi thứ trên cô ấy đều đẹp không và chàng trai này nói rằng ngay cả trong giấc mơ thì cái móng tay và cọng tóc của cô ấy cũng rất là đẹp đối với con và con thực sự vẫn rất là yêu cô ấy Thế thì thầy A Giàn Cha mới nói rằng Thôi được rồi con hãy ngay lập tức hôm nay về viết một lá thư cho cô ấy Em ơi Khi mà em Đi VKC á Em làm ơn đóng cho anh một cái hộp Rồi Em gửi qua Thái Lan cho anh bởi vì đối với anh cái gì trên người em cũng đẹp cái gì trên người em cũng đáng yêu và anh không thể quên em được và mỗi lần con nhớ cô ấy thì con hãy mang cái hộp ra để hửi đó là người yêu của con đấy tất cả mọi thứ trên người yêu của con đều đẹp đấy hãy mang nó ra hửi mỗi khi nhớ người yêu con sẽ bớt đi phần nào bởi vì tất cả mọi thứ trên người cô ấy đẹp thì chắc chắn người yêu của bạn cũng sẽ giống như vậy thôi. Đó là câu thứ nhất mà thầy A giàn cha dạy. Câu thứ hai, câu chuyện của một người đạt được tất cả điều mình khát khao. Và tôi dám chắc rằng tình yêu ở thế gian nào thì cũng không thể đọ được sự vinh quang của Armstrong. Người đầu tiên trong lịch sử nhân loại bước lên mặt trăng. Armstrong trở thành người hùng của thế gian năm 1964, nhà phi hành vũ trụ của Mỹ đã bước chân lên cung trăng. Và sau khi Armstrong quay trở về trái đất thì anh được đón tiếp như một anh hùng của trái đất. Đi đâu anh cũng được tôn vinh, đi đâu anh cũng được vinh danh. Và anh cảm thấy không còn đỉnh cao nào cao hơn Và chắc chắn lâu lắm rồi Thế gian từ ngày đó tới giờ vẫn chưa có ai đạt được đỉnh cao Tức là đạt được cái khát vọng của nhân thế như Armstrong Và bạn có biết rằng suốt cuộc đời còn lại của Armstrong Sống trong nợ nần ngập ngụa Và cuối cùng anh ta chết trong sự đau khổ Chết sự đau khổ vì đã đạt được mục tiêu của mình Và không còn mục tiêu nào để chinh phục nữa không Rất có thể khi em đạt được cô ấy rồi, em cũng sẽ chán như Armstrong thôi. Em phải nhớ rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Theo kinh nghiệm của tôi, ấy, người đàn bà trong mắt của kẻ si tình nó chẳng khác gì một món đồ chơi của một đứa trẻ. Nó chỉ quý khi nó không có nó. Khi em theo mẹ em vào gian đồ chơi, em thích món đồ chơi như thế nào, thì người đàn bà em không đạt được nó cũng đúng như vậy. Hoặc là món đồ chơi em đánh mất rồi Người bạn khác lấy của em rồi Em mới thao thức em quý nó như thế nào Nếu em không tin thì em cứ nhìn một đứa trẻ con á Chúng thích thú như thế nào Khi mà đau khổ như nào khi chúng không mua được món đồ chơi Và em có biết rằng khi mua món đồ chơi đó về Chúng vứt đi ngay từ cái đêm đó không Người yêu của em cũng vậy thôi Tôi chúc mừng cho em Bởi vì ít nhất em còn có để đau khổ Đau khổ bởi với cái ảo ảnh đó Chứ thực sự Người yêu của em cưới về rồi Thì cũng giống như người yêu của Cái cục của ông A Giàn Cha Mang ra cho bạn thanh niên Để hửi thôi Hoặc là em có chiếm đoạt được cô ấy rồi Thì em cũng thấy chán như Armstrong thôi Cho nên cái tình giang dở Nó đẹp lắm Và hãy để cho nó giang dở Bởi vì ít nhất cái giang dở Em cũng thấy được cái tình yêu giả tạo bởi vì khi em nhìn thấy sự thật của cái tình yêu em sẽ chán nó thôi Và khi em chán rồi em sẽ chả mong muốn điều gì trên đời Cho nên tôi chúc mừng cho em có một tình yêu rõ ràng và tôi cũng chúc phúc cho em làm sao đấy cuộc đời em đừng bao giờ đạt được cô ấy Bởi vì em đạt được cô ấy rồi em cũng sẽ chán như tất cả mọi người thôi Bạn có lời khuyên gì cho một cái bạn trẻ thất tình này không? Nhớ follow kênh của Tần Nguyễn Để chúng ta cùng trao đổi về những đề tài tuyệt vời này nhé Bạn nhé Cảm ơn bạn